Tiếp theo, xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một ván cờ vô cùng hay với một nội lực cờ tàn thâm sâu khó lường. Ván cờ được đánh bởi Dụ Chí Thanh và Lưu Điện Trung. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.